mà nói là cần phải thời gian nhanh nhất ha, là không thể ha. Vì tu hành là con đường dài, con đường rất dài ha. Tôi đang nói về tất cả các vị ha, nếu biết ngõ tu hành thì cũng là dài, nhưng nếu chưa biết ngõ tu hành thì lại dài, lại càng dài thêm. Đó là tôi nói để cho quý vị hiểu rằng ha, quý vị chúng ta cầu đạo Bồ Đề là không có con đường tắt để đi, chúng ta phải đi theo con đường thẳng, không có con đường tắt. Tiếp theo, tiếng quan được nghe điều diễn nói, đúng vậy ha. Ở các chư Phật thì đều diễn nói bằng âm tự kinh điển của Phật ngôn ha, hay là còn gọi là mật ngôn, ngôn ngữ Phật ha, mà các vị Phật đã diễn nói ha, cho các đồng cư dân nghe ha, đồng cư dân nghe. Như vậy thì chúng ta thấy được ha, sự đồng điệu ở đây là phải đồng ngôn ngữ ha. Vì ở các đồng cư dân trung căn, thượng căn và hạ căn để hiểu được ngôn ngữ của các chư Phật, cũng giống như mỗi đất nước, mỗi quốc gia có một ngôn ngữ riêng của mình ha. Và tất cả đó, những ai cùng ngôn ngữ thì có thể hiểu với nhau ha. Tôi nói đơn giản là như thế ha, thì ở đó các vị chư Phật cũng thế ha, cũng giống như những người phàm phu như chúng ta ha. để diễn nói cùng các chư Phật, để cho các người chư Phật hiểu thì chúng ta phải cùng một âm ngữ, cùng âm ngữ thì mới được ha. Giống như đầm khí tương giao mà đạo thì tương cộng ha. Đó là tương này mà tương là cùng ha. Tương là cùng, như vậy thì cùng ngôn ngữ ha. cùng đồng như thế. Tiếp theo, Bồ Tát như mây đều hiện ra ha. Mây là nhiều, là vô tận, là lớp rất là nhiều, là vô cỡ. Chúng ta thấy được rất là nhiều các hàng thanh văn và Bồ Tát. Trong nhà Phật của chúng ta thì có 3 hàng, 4 hàng. Nếu nói đến chính xác hơn là 4 hàng. Thứ nhất là trần lao khổ ải thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa và kim can thừa. Thì trong đó có rất nhiều Bồ Tát gọi là Bồ Tát thừa. Đó chính là Bồ Tát thừa. Như vậy thì chúng ta cũng thấy được nhiều nhiều vô kể. Nhớ lên hàng quả vị Bồ Tát là các vị tu hành cũng đã, các ngài đã tu hành rất là nhiều, và công đức vô lượng cũng là vô biên. Chúng ta không thể nào dùng ngôn ngữ để diễn tả nó hết được. Những quốc độ lớn hơn qua đến nhiều khắp phương thế giới đều đầy khắp phương. Chúng ta thấy phương sự khắp này rất là trong rất là nhiều vô số trong đó phương, mà ở đây là cụ thể là mười phương của các vị chư Phật và Bồ Tát thì đều diễn nói và đều nghe thấy, đều rộng khắp. Châu Mani thanh thanh tịnh như mây hồng, rất là nhiều. Sự thanh tịnh này là chỉ có ở cái cõi giới mà trong đó chúng ta đã hiểu được tất cả 25 cõi của thế giới hải vi trần, làm cho bao bọc bởi có gồm có các đông hắn thần châu hay có cái tứ bộ bọn châu, đó có tứ bộ châu thì tất cả đều nằm trong thế giới hải, làm cho thế giới hải được bao bọc bởi các phương, các phương của chư Phật Bồ Tát. Như vậy thì chúng ta thấy được sự hiện diện của các vị Bồ Tát là đem đến sự sắc, đem đến sự phổ độ cho tất cả chúng sinh. Như vậy thì chúng ta thấy được sự tôn kính là một điều chắc chắn và tối thắng trong đời. Những ai mà thành phu chúng ta cầu đạo, lý tâm cầu đạo Bồ Đề thì chúng ta thấy là nó thở cho tu tập để sao để báo đó
tứ trọng trọng ân. Tứ trọng trọng ân là điều quan trọng của người cầu đạo Bồ Đề. Cầu đạo Bồ Đề đó là chính là cầu đạo để được học Phật pháp. Đó là điều gọi là tứ trọng ân. Ở điểm ở vô tứ trọng ân là vô cùng quan trọng nhất đối với tất cả phàm phu của chúng ta, mà nhất là các vị đồng tu mới tu tư tưởng còn phải tinh tấn, chính chắn, còn phải nỗ lực siêng năng. Vì sao vậy? Vì quý vị có siêng năng, có nỗ lực, có tinh tấn, có tìm hiểu tất cả những điều trong kinh tạng. Tôi cũng thông cảm và đồng cảm với quý vị đồng tu rằng có những vị chưa hiểu về phần kinh tạng thì cũng là điều hiển nhiên, nhưng quý vị mỗi ngày tinh tấn thì mỗi ngày được gặt hái thêm nhiều tri thức trong kho tàng kinh điển của mình, trong mỗi vị. Tất cả hương nhà đều đầy khắp trong kia đồng Phật tiếng bèn hèo sáng rực hiện lên trong chư Phật, sáng rực, sự sáng rực rỡ là các gì vô lượng quang mà tôi đã nhắc tới tất cả các bài giảng video clip trên nền tảng YouTube của tôi thì quý vị cũng thấy sự sáng rực của vô lượng quang là ánh sáng để chiếu soi sự quang minh trong đó vô lượng thật, vô lượng chư Phật, vô lượng các công đức. Như vậy thì chúng ta thấy sự quang minh là ở chỗ này. Lúc đó Phổ Hiền Bồ Tát là Bảo Như Lai Phật tử hay Phật tử, bên tất cả các sông hương thể này đều trang nghiêm bằng những dưỡng bảo, rồi nói điều nhau tứ thiên hạ vi trọng. Chúng ta thấy rất là nhiều sự vi trọng. Vi trọng số là trong tứ của thiên hạ là bốn nơi đều, mà mỗi nơi đều có các vi trọng. Cái sông hương thị của thế gian là bao bọc bởi tất cả các mani dạy cho quen các liên hoa sắc. Vì sao vậy? Vì liên hoa sắc là tượng trưng cho cái sự thanh tịnh, sự đẹp, sự cao quý. Vì thanh tịnh nên mới trở thành đồng quy dòng. Như quý vị không thanh tịnh thì không thể thành đồng quy dòng của quốc độ. Như vậy thì chúng ta hiểu. Trên này cũng đã nói rất rõ những số báo trang nghiêm bát liên hoa là hay còn gọi là liên hoa sắc, mà mỗi sắc là đều có một trăm bát rất là nhiều. Như vậy thì chúng ta nói sự nhiều ở đây là liên hoa khắp nơi trải lên các con sông phương thủy, mà trong đó mỗi mani châu báu là vô cùng nhiều. Các bể các hương sắc ha. Trong mỗi cây thường tuôn ra những mây đẹp mani bửu quang chiếu sáng trong đó. Cây ở đây chính là cây báu mà rất là nhiều tán rộng trên kinh vô lượng thọ, quán vô lượng thọ, và trong kinh A Di Đà tôi cũng đã nói về các cây báu độ tán rộng dài là vô lượng, hay còn gọi là rất là bốn do ba tha tầng
trở lên. Bốn generation ra tán rất là rộng. Và sao sự yên nhiên, hàng cây mọc đều thẳng tắp chạy dài cho tới phía tầng trong trời, phía vọng trong cỏ, giới ha, sáng rực tạo thành hành lang can, mà trong đó có mani bể não sức châu bửu quan kim quan nhạc trời mây rời, nó có khổng tước có âm vũ vân vân, rất là nhiều, rất là chúng ta thấy rất là nhiều. Trên các cánh cây khô thơm đầy những bó lạ quan re tiếng nguy diệu diễm nó đại nguyện của một cách chư Phật đã tu hành. Như vậy thì chúng ta thấy được sự diễm nói của các cây mà tôi đã nói ý trên, tất cả các cây báu cũng có thể giảng kinh và thuyết pháp. Điều đó có nghĩa là sự giảng nói rất là rộng mà trên các cây báu nào là ánh sáng vô lượng cũng đều có thể diễn nói. Đó là tùy thân biến hiện trên kinh vô lượng thọ, và nói tùy thân biến hiện từ tướng tùy tâm chuyển là sao, là sự biến hiện của một ý niệm trong vô số ý niệm đều đã có nghĩa là sự yếu hiện của các thọ thân. Quý vị đồng tu cũng nên lưu ý, khi chúng ta có thân tâm thanh tịnh, khi sanh về cõi quốc cực lạc, quý vị sanh vào liên hoa nở sanh, thì quý vị có các thọ thân đã được hiện quý vị được. Nên nếu chúng ta ở nơi đây là phàm trần thì chúng ta chỉ chưa có được các thọ thân, nhưng khi được sanh vào liên hoa thì thọ thân được hiện đến, không hiện đến. Chúng ta có ngũ thân, lục thân, hai tâm thân, rất là nhiều, làm cho các thần thân hiện. Thân thì sao? Hôm trước tôi đã nói qua, thân của quý vị không còn là thân của tứ đại, mà là thân của kim can, thân kim can sắc, hào quang, tỏa sắc. Đây mới là bước hình thành trong 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Đây là mới có bước đầu chuyển biến của thân. Nên vì vậy mà quý vị còn tiếp tục phải tu hành. Đó là quý vị nên lưu ý ở tại cõi cực lạc, chúng ta sẽ khác, và thân này đều là các hình tướng giống nhau. Quý vị sẽ là bạn đồng hành với lại Đại Bi Quan Tâm Bồ Tát và Đại Trí Bồ Tát sống cùng đồng cư dân, mà nơi đó là các bậc mà tôi gọi là gì, đại thừa sĩ trí thức, đối với Bồ Tát như vậy là bạn đồng hành cùng Đại Thế Chí Bồ Tát và Đại Bi Quan Tâm Bồ Tát. Như vậy thì các đồng cư dân này còn phải tu tập nữa, như vậy thì quý vị mới, nếu mà quý vị thấp nhất thì cũng là sơ địa, mà nếu quý vị công phu của quý vị cao, hạnh nguyện cao thì quý vị trở thành bát địa. Từ sơ địa lên bát địa, quý vị phải trải qua rất là nhiều vô lượng kiếp mới tu hành mới đạt được như thế. Nên tôi mới nói quý vị là tu hành là không có con đường tắt. Như vậy thì sự từ sơ địa lên bát địa, là quý vị chính lúc đó là quý vị đã là bạn đồng hành với các bậc đại thừa trí tu học đại thừa trí. Như vậy thì chúng ta thấy được sự vi diệu và các diệu pháp ha, chúng ta nhìn sự vi diệu và diệu pháp đều nằm trong sự công phu tu tập của quý vị để đạt đến bờ mà trên kinh A Di Đà đó, đến bờ kia nếu công đức và nhân duyên không được trọn ý thì quý vị khó mà mới đạt được đến cõi cực quốc này. Điều đó là nói lên điều gì? Điều đó nói lên nếu mà đức hạnh quý vị chưa tới thì không thể tới. Nếu đức hạnh chưa tới thì không thể tới. Tôi cũng đã từng nói với quý vị đồng tu, chúng ta đạt được cái cảnh giới cao thì còn phải có
Thứ nhất là có ba yếu tố ha: thiện duyên, nhân duyên, phước đức và căn lành. Thiện duyên, nhân duyên, phước đức và căn lành. Nhân duyên, phước đức và căn lành là điều kiện tiên quyết. Nếu thiếu một trong ba thì quý vị không thể đạt như ý nguyện của mình. Nhận lá liêu hoa mani bủ quang hương diệm quy mani bủ vương chúng sinh động chiêu niêm sức quang hương quang mani bủ vương có thở thế giới hải vi tròn số ngoại vừa mani vương biển mani vương như vậy hai bên có tất cả những hương hoa đầy đều có sự nghiêm trang đến như vậy hay còn gọi là đến như vậy dị cho tôi dùng tiếng địa phương ha, nhưng mà trên kinh là vậy là giống nhau tất cả đều là như vậy thì chúng ta thấy một sự nghiêm trang mà các mani biểu ra tạo nên cái thế giới hạn bên sự của những là điều đủ cả điều cái lỗi trong những sự nghiêm trang đến như vậy. Sự nghiêm trang này là bậc nhất vì sao nói là sự nghiêm trang được trải dài từ khắp pháp giới chúng ta thấy được không có giới được lúc đó phổ hiền nhờ thần lực mà kể đất bằng phẳng đất thanh tịnh đất của đất bằng kim cang thì nghĩ tất là thanh tịnh cây máu thẳng hàng chi trong đó cao vũ buông nhằm gặp phấn mai ha nhành lá trên bằng báu trang nghiêm hoa nở phấn quan chiếu phá hủy trái bằng mai ni như mây giang khiến khắp mười phương hiện thấy mai ni trọng bắt đường đầy ha biệt danh màu đẹp đồng trang nghiêm rất là thanh tịnh trang nghiêm đẹp rất là thanh tịnh sự đẹp của sự trang nghiêm ở các cõi giới là rất là thanh tịnh quý vị đồng tu cũng biết được sự thanh tịnh đến như vậy thì làm sao chúng ta có thể cưỡng cầu tâm vô ý ý nhạc đó là sự cưỡng cầu trong chúng ta không thể nào cưỡng cầu nên vì vậy mà việc này sự đắc tội tự nguyện của quý vị có được hay không đều do công phu của mình và tâm ý của mình, ý chí của mình. Nếu vị đồng tu nào mà tinh tấn thì sao quý vị cũng có thể sao cũng có lúc sẽ đạt được kết quả cao càng nhắc vì sao vậy vì tất cả đều có sự tinh tấn năm xưa ngay cả chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ha, dù trải qua nhiều kiếp tu hành nhưng mà sao ngài cũng đã phải mất 6 năm khổ hạnh tu khổ hạnh 6 năm một số 6 năm là con đường thời gian không phải là dài cũng không phải là ngắn nhưng 6 năm đó đã đủ để nói lên sự tinh tấn cần phải thời gian nhanh nhất ha là không thể vì tu hành là con đường dài con đường rất dài. Tôi đang nói về tất cả các vị ha. Nếu biết ngõ tu hành thì cũng là dài. Nhưng nếu chưa biết ngõ tu hành thì lại dài, lại càng dài thêm. Đó là tôi nói để cho quý vị hiểu rằng quý vị chúng ta cầu đạo Bồ Đề là không có con đường tắt để đi. Chúng ta phải đi theo con đường thẳng, không có con đường tắt. Tiếp theo, tiếng quan được nghe điều diễn nói, đúng vậy ha. Ở các chư Phật thì đều diễn nói bằng
bằng âm tự kinh điển của Phật ngôn ha, hay là còn gọi là mật ngôn, ngôn ngữ Phật ha, mà các vị Phật đã diễn nói ha, cho các đồng cư dân nghe ha, đồng cư dân nghe. Như vậy thì chúng ta thấy được ha, sự đồng điệu ở đây là phải đồng ngôn ngữ ha. Vì ở các đồng cư dân trung căn, thượng căn và hạ căn để hiểu được ngôn ngữ của các chư Phật, cũng giống như mỗi đất nước, mỗi quốc gia có một ngôn ngữ riêng của mình, và tất cả đó những ai cùng ngôn ngữ thì có thể hiểu với nhau ha. Tôi nói đơn giản là như thế ha, thì ở đó các vị chư Phật cũng thế ha, cũng giống như những người phàm phu như chúng ta ha, để chịu nói cùng các chư Phật, để cho các người chư Phật hiểu thì chúng ta phải cùng một âm ngữ, cùng âm ngữ thì mới được ha. Giống như đầm khí tương giao mà đạo đạo thì tương cộng ha. Đó là tương này mà tương là cùng ha. Tương là cùng, như vậy thì cùng ngôn ngữ ha. cùng đồng như thế. Tiếp theo, Bồ Tát Như Mây đều hiện ra ha. Mây là nhiều, là vô tận, là rất là nhiều, là vô cỡ. Chúng ta thấy được rất là nhiều các hàng thanh văn và bồ tát. Trong nhà Phật của chúng ta thì có ba hàng, bốn hàng, nếu nói đến chính xác hơn là bốn hàng. Thứ nhất là trần lao khổ ải thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa và kim cang thừa. Thì trong đó có rất nhiều bồ tát gọi là bồ tát thừa. Đó chính là bồ tát thừa. Như vậy thì chúng ta thấy được nhiều vô kể. Để lên hàng quả vị bồ tát là các vị tu hành cũng đã, các ngài đã tu hành rất là nhiều, và công đức vô lượng cũng là vô biên. Chúng ta không thể nào dùng ngôn ngữ để diễn tả nó hết được. Những quốc độ lớn hơn qua đến nhiều khắp phương thế giới đều đầy khắp phương. Chúng ta thấy phương sự khắp này rất là trong rất là nhiều vô số trong đó phương, mà ở đây là cụ thể là mười phương của các vị chư Phật và Bồ Tát thì đều diễn nói và đều nghe thấy, đều rộng khắp. Châu Mani thanh thanh tịnh như mây hồng, rất là nhiều. Sự thanh tịnh này là chỉ có ở cái cõi giới mà trong đó chúng ta đã hiểu được tất cả 25 cõi của thế giới hải vi trần, làm cho bao bọc bởi có gồm có các đông hắn thần châu hay có cái tứ bộ bọn châu, đó có tứ bộ châu thì tất cả đều nằm trong thế giới hải, làm cho thế giới hải được bao bọc bởi các phương của chư Phật Bồ Tát. Như vậy thì chúng ta thấy được sự hiện diện của các vị Bồ Tát là đem đến sự sao, đem đến sự phổ độ cho tất cả chúng sinh. Như vậy thì chúng ta thấy được sự tôn kính là một điều chắc chắn và tối thắng trong đời. Những ai mà thành phu chúng ta cầu đạo, lý tâm cầu đạo bồ đề thì chúng ta thấy là nó thở cho tu tập để sao để báo đó tứ trọng ân là điều quan trọng của người cầu đạo bồ đề đó là chính là cầu đạo để được học pháp. Đó là điều gọi là tứ trọng ân. Ở điểm ở vô tứ trọng ân là vô cùng quan trọng nhất đối với tất cả phàm phu của chúng ta, mà nhất là các vị đồng tu mới tu tư tưởng còn phải tinh tấn chính chắn, còn phải nỗ lực siêng năng. Vì sao vậy? Vì quý vị có siêng năng, có nỗ lực, có tinh tấn, có tìm hiểu tất cả những điều trong kinh tạng,
cô ấy cũng thông cảm và đồng cảm với quý vị đàn tu rằng có những vị chưa hiểu về phần kinh tạng thì cũng là điều hiển nhiên, cũng điều hiển nhiên. Nhưng quý vị mỗi ngày tinh tấn thì mỗi ngày được gặt hái thêm chứa nhiều tri thức trong kho tàng kinh điển của mình trong mỗi vị. Tất cả hương nhà đều đầy khắp trong kia đồng Phật tiếng bèn hèo sáng rực hiện lên trong chư Phật, sáng rực, sự sáng rực rỡ là các gì vô lượng quang mà tôi đã nhắc tới tất cả các bài giảng video clip trên nền tảng YouTube của tôi thì quý vị cũng thấy sự sáng rực của vô lượng quang là ánh sáng để chiếu soi sự quang minh trong đó vô lượng thật, vô lượng chư Phật, vô lượng các công đức. Như vậy thì chúng ta thấy sự quang minh là ở chỗ này. Lúc đó Phổ Hiền Bồ Tát là bảo Như Lai Phật tử bên tất cả các sông hương thể này đều trang nghiêm bằng những dưỡng bảo, rồi nói điều nhau tứ thiên hạ vi trọng. Chúng ta thấy rất là nhiều sự vi trọng. Vi trọng số là trong tứ của thiên hạ là bốn nơi đều, mà mỗi nơi đều có các vi trọng. Cái sông hương thị của thế gian là bao bọc bởi tất cả các mani dạy cho quen các liên hoa sắc. Vì sao vậy? Vì liên hoa sắc là tượng trưng cho cái sự thanh tịnh, sự đẹp, sự cao quý. Vì thanh tịnh nên mới trở thành đồng quy dòng. Như quý vị không thanh tịnh thì không thể thành đồng quy dòng của quốc độ. Như vậy thì chúng ta hiểu. Chỗ này cũng đã nói rất rõ những số báo trang nghiêm bát liên hoa là hay còn gọi là liên hoa sắc, mà mỗi sắc là đều có một trăm bát rất là nhiều. Như vậy thì chúng ta nói sự nhiều ở đây là liên hoa khắp nơi trải lên các con sông phương thủy mà trong đó mỗi mani châu báu là vô cùng nhiều. Các bể các hương sắc ha. Trong mỗi cây thường tuôn ra những mây đẹp mani bửu quang chiếu sáng trong đó. Cây ở đây chính là cây báu mà rất là nhiều tán rộng trên kinh vô lượng thọ, quán vô lượng thọ và trong kinh A Di Đà. Tôi cũng đã nói về các cây báu độ tán rộng dài là vô lượng hay còn gọi là rất là bốn Yanatha tầng trở lên, bốn Yanatha tầng ra tán rất là rộng. Và sao sự y nhiên hàng cây mọc đều thẳng tắp chạy dài cho tới phía tầng trong trời, phía vọng trong cõi giới sáng rực bản thành lan can, mà trong đó có mani bản não sức châu bửu quang kim quang nhạc trời mây rời có phỏng tước âm vũ vân vân, rất là nhiều. Trên các cánh cây hương thơm đầy những bó là quang ra tiếng vi diệu diễm nói đại nguyện của các chư Phật đã tu hành. Như vậy thì chúng ta thấy được sự diễm nói của các cây mà tôi đã nói ý trên,
tất cả các cây báu cũng có thể giảng kinh và thuyết pháp. Điều đó có nghĩa là sự giảng nói rất là rộng mà trên các cây báu nào là ánh sáng vô lượng cũng được có thể diễn nói. Đó là tùy theo biến hiện trên kinh vô lượng thọ, để nói tùy theo biến hiện từ tướng tùy tâm chuyển là sao, là sự biến hiện của một ý niệm trong vô số ý niệm. Điều đã có nghĩa là sự biến hiện của các thọ thân. Quý vị đồng tu cũng nên lưu ý, khi chúng ta có thân tâm thanh tịnh, khi sanh về cõi quốc cực lạc, quý vị sanh vào liên hoa nở sanh, thì quý vị có các thần thông đã được quý vị được. Nên nếu chúng ta ở nơi đây là phàm trần thì chúng ta chỉ chưa có được các thần thông, nhưng khi được sanh vào liên hoa thì thần thông được hiện đến. Chúng ta có ngũ thông, lục thông, hai tâm thông rất là nhiều, làm cho các thần thông hiện lên. Thân thì sao? Hôm trước tôi đã nói qua, thân của quý vị không còn là thân của tứ đại mà là thân của kim cang, thân kim cang sắc, hào quang tỏa sắc. Đây mới là bước hình thành trong 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Đây là mới có bước đầu chuyển biến của thân. Nên vì vậy mà quý vị còn tiếp tục phải tu hành. Đó là quý vị nên lưu ý ở tại cõi cực lạc, chúng ta sẽ khác, và thân này đều là các hình tướng giống nhau. Quý vị sẽ là bạn đồng hành với lại Đại Bi Quan Tâm Bồ Tát và Đại Trí Bồ Tát sống cùng đồng cư dân, mà nơi đó là các bậc mà tôi gọi là gì, đại thừa sĩ trí thức, đối với Bơ Vư Sát, như vậy là bạn đồng hành cùng Đại Thế Chí Bồ Tát và Đại Bi Quan Tâm Bồ Tát. Như vậy thì các đồng cư dân này còn phải tu tập nữa, như vậy thì quý vị mới, nếu mà quý vị thấp nhất thì cũng là sơ địa, mà nếu quý vị công phu của quý vị cao, hạnh nguyện cao thì quý vị trở thành bát địa. Từ sơ địa lên bát địa, quý vị phải trải qua rất là nhiều vô lượng kiếp mới tu hành mới đạt được như thế. Nên tôi mới nói quý vị là tu hành là không có con đường tắt. Như vậy thì sự từ sơ địa lên bát địa, là quý vị chính lúc đó là quý vị đã là bạn đồng hành với các bậc đại thừa trí tu học đại thừa trí. Như vậy thì chúng ta thấy được sự vi diệu và các diệu pháp ha, chúng ta nhìn sự vi diệu và diệu pháp đều nằm trong sự công phu tu tập của quý vị để đạt đến bờ mà trên kinh A Di Đà đó, đến bờ kia ha. Nếu công đức và nhân duyên không được trọn ý thì quý vị khó mà mới đạt được đến cõi cực quốc này. Điều đó là nói lên điều gì? Điều đó nói lên nếu mà đức hạnh quý vị chưa tới thì không thể tới ha. Nếu đức hạnh chưa tới thì không thể tới ha. Tôi cũng đã từng nói với quý vị đồng tu ha, chúng ta đạt được cái cảnh giới cao thì còn phải có, thứ nhất là có ba yếu tố ha: thiện duyên, nhân duyên, phước đức và căn lành. Thiện duyên, nhân duyên, phước đức và căn lành. Nhân duyên, phước đức và căn lành là điều kiện tiên quyết. Nếu thiếu một trong ba thì quý vị không thể đạt như ý nguyện của mình. Những lá liên hoa mani bủ quang hương diệm quy mani bủ hương chúng sinh động chiêu niêm sức quang hương quang mani bủ hương có thở thế giới hải vi tròn số ngoại vừa ma mani vương biển mani mương. Như vậy hai bên có tất cả những
những hương hoa trên tóc đầu đều có sự nghiêm trang đến như vậy, hay còn gọi là đến như vậy, dị, tôi dùng tiếng địa phương, nhưng mà trên kinh là vậy, là giống nhau, tất cả đều là như vậy. Thì chúng ta thấy một sự nghiêm trang mà các mani biểu ra tạo nên cái thế giới hạn. Giới hạn bên trong sự của những là điều đủ cả điều cái lỗi trong những sự nghiêm trang đến như vậy. Sự nghiêm trang này là bậc nhất, vì sao nói là sự nghiêm trang được trải dài từ khắp pháp giới, chúng ta thấy được không có giới được. Lúc đó Phổ Hiền nhờ thần lực mà kể đất bằng phẳng, đất thanh tịnh, đất của đất bằng kim cang thì nghĩ tất là thanh tịnh, cây máu thẳng hàng chi trong đó cao vỡ buông nhằm gặp phấn mai ha, nhành lá trên bằng báu trang nghiêm, hoa nở phấn quan chiếu phá hủy trái bà mai ni như mây giang, khiến khắp mười phương thiện thái mai ni trọng bắt đường đầy biệt danh màu đẹp đồng trang nghiêm, rất là thanh tịnh, trang nghiêm đẹp, rất là thanh tịnh. Sự đẹp của sự trang nghiêm ở các cõi giới là rất là thanh tịnh, rất là thanh tịnh. Quý vị đồng tu cũng biết được sự thanh tịnh đến như vậy thì làm sao chúng ta có thể cưỡng cầu tâm vô ý ảnh nhạc, đó là sự cưỡng cầu trong chúng ta không thể nào cưỡng cầu nên vì vậy mà việc này sự đắc tội tự nguyện của quý vị có được hay không đều do công phu của mình và tâm ý của mình, ý chí của mình. Nếu vị đồng tu nào mà tinh tấn thì sao quý vị cũng có thể sao cũng có lúc sẽ đạt được kết quả cao càng nhắc ha. Vì sao vậy vì tất cả đều có sự tinh tấn ấy. Năm xưa ngay cả chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ha, dù trải qua nhiều kiếp tu hành nhưng mà sao ngài cũng đã phải mất 6 năm khổ hạnh, tu khổ hạnh 6 năm. Một số 6 năm là con đường, thời gian không phải là dài cũng không phải là ngắn, nhưng 6 năm đó đã đủ để nói lên sự tinh tấn và nỗ lực.